Rồi chào mọi người ha. Thì cái con Winnie X là bữa mình remap mọi người. Nay khách lại kêu gắn chạy sáng và tắt mở đèn. Thì mới vừa câu xong nha anh em. Mới vừa câu xong thì mình để mình test cái chức năng tắt mở đèn cho Winnie X anh em xem coi có ổn hay không ha. Nói chung cái này quen quen mình nhận mình làm anh em ơi, chứ làm cái này lâu tốn thời giờ quá. Dây nhợ thì dây nhợ là dây chống cháy, không cắt cộng dây điện nào của khách nha anh em. Đây. Đây dây chống cháy ha, chui là chui zin. Chui zin trả về như zin nha anh em, không thay đổi kết cấu gì hết. Rồi để mình test cái chức năng của nó như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên cho anh em xem. Bật phá lên. Rồi. Thì đầu tiên á, đầu tiên là đèn nó không có sáng thì nó sẽ hai chức năng ha. Bây giờ mình sẽ nhấn một chạm. Anh em thấy nè. Bây giờ là mình sẽ nhấn một chạm nè. Ha, một chạm mà đèn chính sáng đúng không? Pha code là bình thường, nhấn auto vaccine. Tới cái đèn chạy sáng này á, là hai chạm nha. Đây anh em coi lại nè. 1 2 là sáng chạy sáng. Và sáng cả pha sáng code, nhấn giữ luôn auto vaccine coi. Nhấn nút vaccine nhấn giữ luôn em trai. Nhấn giữ luôn. Đó, nhấn giữ luôn thì đá sole pha và code và chạy sáng nha anh em. Đó, thì để mình thử lại cho anh em xem. Ha. Hai chạm. Hai chạm là tắt đèn chạy sáng. Hai chạm. 1 2 tắt chạy sáng, đèn chính vẫn sáng nha. Muốn tắt đèn chính là một chạm nha anh em. Một chạm. Rồi tắt đèn chính. Rồi em thử lại nhấn một chạm giùm anh nha. Một chạm thôi. Nhấn xuống một cái thôi thả ra. Đừng nhấn luôn, nhấn xuống một cái. Rồi nhấn một cái là đèn code sáng, bật pha code ra. Pha code. Rồi nhấn giữ luôn auto vaccine coi. Rồi vào tôi vaccine thì nó đá cả pha và code và chạy sáng ha, đá sole đèn pha và code. Rồi thả ra. Nhấn hai cái coi mở đèn chạy sáng ha. Đó, nhấn hai cái thì đèn chạy sáng nó sáng nha anh em. Nhấn hai cái tắt đèn chạy sáng. Rồi tắt đèn chạy sáng thì đèn này vẫn còn nha anh em. Đó. Đúng không? À, bây giờ mình test lại nè. Nhấn một cái tắt đèn chính đi. Rồi nhấp một cái. Rồi nhấn một cái là đèn code sáng nha anh em. Nhấn giữ luôn. Nhấn giữ luôn là cả pha và code và chạy sáng đá sole. Rồi thả ra. Nhấn hai cái. Rồi hai cái là đèn chạy sáng sáng nha anh em. Hai cái chạy sáng sáng. Rồi nhấn hai cái tắt đèn chạy sáng đi. Rồi. Thì cái mạch này cái mạch này là một chạm và hai chạm nha anh em. Rồi dây nhợ là mình bấm có dắt code rồi đàng hoàng, không cắt một cộng dây điện nào hết, dây chống cháy nha anh em. Đây, dây zin thì của khách thì mình trả về ha. Đây, cái này là dây của mình. Đó, dắt code zin thì mình trả về như zin. Có. Đó, dây chống cháy hết, hoàn toàn dây chống cháy hết. Là mạch này á, mạch này là một chạm và hai chạm. Một chạm là mở đèn chính, tắt đèn chính, mở đèn chính, mở chạy sáng. Nhấn giữ luôn mình ơi. Nhấn giữ luôn á, auto vaccine. Rồi cái này là chế độ auto vaccine nha anh em. Auto vaccine là cả pha và code và chạy sáng. Thì pha và code này là nó đá sole nha anh em, đá sole. Đó anh em cũng thấy mà. Rồi thả ra. Rồi tắt đèn chạy sáng đi, hai cái. Rồi hai chạm là tắt đèn là 4 nha. Một chạm. Rồi một chạm tắt đèn chính. Rồi khi tắt đèn nhấn giữ luôn thì mình ơi. Rồi khi tắt đèn nhấn giữ luôn là auto vaccine đá loạn xạ ngầu luôn nha anh em. Đó thì nói chung thì đây mình cũng không có thời gian để mình câu đâu, tại vì này quen khách quen rồi thả đi, khách quen thì mình làm mình nhận mình câu thôi, chứ còn câu cái mấy cái mạch này tốn thời giờ quá anh em, tại vì mình không có làm sẵn anh em ơi, mình không có làm sẵn ha. Thì cái mạch của mình nó khác cái mạch thị trường là về chức năng thôi, chứ còn để tắt mở đèn hay cái nào cũng như nhau anh em. Đó, tắt mở đèn cái nào cũng như nhau thì mình là chỉ có một cái là một chạm và hai chạm thôi. Đó, ví dụ như là một hai chạm thì mở thằng hai chạm thì mở thằng này, một hai chạm thì mở thằng này. Đó, một chạm thì mở thằng chính. Đó, thằng chính là một chạm, còn khi mà không mở đèn á, thì mình nhắn á, thì nó auto vaccine là cả pha cả code và chạy sáng. Đó, là dùng trên nút vaccine đó ha.
nó khác mặt thị trường, là mặt thị trường là 2S và 3S đúng không anh em, 2S và 3S, nhưng mà tùy theo người, có người thì họ không thích cái thời gian lâu đó, thì cái mặt này mình chuyển qua là xài một chạm và hai chạm ha, nó hay xài hai tính năng, vừa chạy sáng và đèn chính đó, dùng trên nút vaccine SH đó, nó là như vậy. Test cái nữa mình sẽ ngưng cái vali này nha anh em. Cái mặt này á, cái mặt này là nó có chế độ auto vaccine nha anh em, nó còn nhiều chức năng lắm nhưng mà mình không nói hết. Rồi để thử lại coi, em tắt chìa khóa giùm anh đi, này đang đèn sáng nè, đèn đang sáng nè, rồi mở chìa khóa lên đây mình đó, đây máy nổi giùm anh coi. Ủa, em tắt khóa hả? Bây giờ để em mở lại nha, rồi em tắt khóa giùm anh nè, tắt khóa, rồi bật khóa lên, nổ máy. Cái này nó không có lưu, này chưa có lưu. Này nó có tính năng lưu nhớ lần tắt cuối cùng nhưng mà mình chưa có cài nha anh em. Và cái mạch này là anh em điều chỉnh được cái chế độ đèn này nha, chớp một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, và chỉnh luôn là cái đèn chính nè, là anh em chỉnh là 1-2 giây á. Đèn chính thì có chế độ cài đặt là 2 giây hoặc 1 chạm, nhưng mà nếu mà anh em cài cái chế độ 2 giây á là nó sẽ bị loạn với cái cây đèn L4 đó, nên là mình chọn là cái đèn chính này 1 chạm, đèn trợ sáng là 2 chạm. Vậy anh em ha. Rồi ok. Cầm em gọi vô đây cho anh nè. Không thấy đâu. Rồi, chào mọi người.